Em có nghe tiếng thầy nói không ạ? Dạ có. Rồi bữa nay mình học tiếp cái phần hôm trước nha các em. Dạ. Rồi, các em có thấy cái màn hình chiếu của thầy không? Màn hình máy tính thầy Dạ có. không? Rồi thầy cảm ơn. Thì bữa nay thì mình sẽ học tiếp là cái phần xác suất của biến cố phải không? Thì phần đầu của buổi hôm nay thì giới thiệu về xác suất của biến cố và cái định nghĩa và ví dụ. Thì trước tiên là nói về cái khái niệm xác suất biến cố. Thì hôm trước là khi mình nói về phép thử và biến cố thì có phép thử và có biến cố rồi thì mình đi tính xác suất của biến cố không, tức là xác suất của biến cố là một cái số mà nó đo cái khả năng xuất hiện của biến cố đó. Thì cái số đó nó càng lớn thì cái biến cố nó sẽ thường hay xảy ra khi mình tiến hành phép thử không. Còn còn nếu mà xác suất nó của biến cố đó khá bé thì có nghĩa là khi mình tiến hành phép thử đấy, thì hầu như cái biến cố đó ít khi xảy ra không. Đấy thì cái xác suất của biến cố là cái số đo cái khả năng xuất hiện của biến cố đó. Không? Nó càng lớn thì nó càng biểu thị biến cố đó càng dễ xảy ra. Đấy. Thì ví dụ như em đầu tư cổ phiếu thì em hy vọng là trong cái phiên giao dịch tới, ví dụ như em trong cái phiên giao dịch tới hoặc là trong cái năm năm sau đó thì giá cổ phiếu của mình mua nó sẽ tăng. Thì bây giờ cái xác suất để cái điều đó nó xảy ra là như thế nào? Nếu như mà em xác định được cái xác suất đó, à, em thấy cái xác suất mà để cái giá cổ phiếu của em mua đó nó càng lớn thì có nghĩa là cái đầu tư của em nó sẽ có nhiều khả năng là được tiền lời không? Đấy. Và mình sẽ ký hiệu xác suất của biến cố A đó là BA. BA ha, chữ B này chữ viết chữ cái đầu tiên trong cái trường probability á. Thì thường á là trong trong lý thuyết xác suất á là mình sẽ thường nghiên cứu xác suất theo cái mô hình đồng khả năng. Cái này người ta gọi là cái mô hình đồng khả năng hay là định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển. Thì trong cái định nghĩa này em lưu ý là cái không gian mẫu của mình đó, thứ nhất là nó phải hữu hạn, không gian mẫu nó phải hữu hạn, và thứ hai nữa là gì, các cái biến cố sơ cấp nó phải có cùng khả năng xuất hiện. Thấy không? Vậy thì để thực hiện theo cái định nghĩa này đó là nó thứ nhất là nó phải hữu hạn, thứ hai nữa là cùng khả năng. Thấy không? Thì khi đó thì cái xác suất của một cái biến cố A nó sẽ tính theo công thức như thế này, tức là xác suất của biến cố A thì nó sẽ bằng số phần tử của A chia cho số phần tử của omega. Đấy. Bây giờ ta đi nghiên cứu cái ví dụ cụ thể để minh họa cho phần này thôi. Thì chúng ta nghiên cứu là cái ví dụ mà gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất á. Thì ở đây mình thêm cái chữ cân đối đồng chất vô để mà vận dụng cái định nghĩa xác suất theo quan điểm đồng khả năng này, à, quan điểm cổ điển này. Nha. Đấy. Tức là nó sẽ có chữ cân đối đồng chất để làm chi vậy các em, để cho các cái mặt của con xúc xắc nó sẽ có cùng khả năng xuất hiện. Đúng không? Nó sẽ có cùng khả năng xuất hiện, mỗi mỗi mặt của con xúc xắc là nó phải nó sẽ có cùng khả năng xuất hiện. Và hiển nhiên là khi mà em gieo con xúc xắc như thế này thì cái không gian mẫu của mình nó là nó có hữu hạn phần tử đúng không? Tức là không gian mẫu nó có 6 phần tử như thế này. Đấy. Thì mình ghi là n omega bằng 6. Còn cái omega thì nó sẽ là bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tại vì cái này là tập hợp kìa. Cái này là tập hợp. Ha. Cái này là tập hợp nè. Em lưu ý là omega là tập hợp. Còn n omega mới là số. Ha. Và mình gọi A là biến cố con xúc xắc xuất hiện mặt chẵn. Con xúc xắc xuất hiện mặt chẵn thì ở đây mình có n A nè. À, xin lỗi có A. Biến cố A nó gồm có cái mặt là 2, 4, 6. Không sao.
À, còn biến cố B là bằng 456 đúng không? 456 biến cố B là biến cố mà có cái con số xác là có số mặt lớn hơn 3. Như vậy thì xác suất của biến cố A nó sẽ bằng NA chia N omega, nó sẽ bằng 3/6. Rồi xác suất của biến cố B thì bằng cũng bằng 3/6 luôn. Nha. Một bạn đọc cho thầy cái ví dụ số 2 này. Xem. Đặng Thị Bích Trâm có mặt không ạ? Dạ có. Rồi đọc cho thầy ví dụ. Thầy là một lớp có 10 bạn nữ và 20 bạn nam. Lớp chọn cùng lúc 3 bạn vào ban cán bộ lớp. Tính xác suất ban cán bộ lớp có một nam và một và hai nữ. Rồi. Thế thì bây giờ chỗ này là mình trong cái lớp này có 30 bạn đúng chưa? Bây giờ nếu mà mình chọn 3 bạn thì có bao nhiêu cách chọn em? Bạn trăm á. Dạ hay là Tức là mình đang cần tính đang cần tính N omega ha, N omega tức là số cách chọn 3 bạn, 3 bạn nè, cộng cùng lúc 3 bạn nè. Về trong trong số 30 bạn này thì chọn cùng lúc 3 bạn đó là tổ hợp hay chỉnh hợp ấy? Hay chỉnh hợp lập, hay là chính hợp. chỉnh hợp, chỉnh hợp thì cái số chỉnh hợp là mình ghi làm sao? Thứ hai là 3C30. C330 phải không? Dạ. Là anh trả lời sai rồi, là C330 này là tổ hợp ấy. Số tổ hợp ha, chứ không phải chỉnh hợp. Dạ. Chỉnh hợp là sao? Chỉnh hợp là mình chọn ra ba bạn rồi cái đầu mình phân công nhiệm vụ cho ba bạn luôn thì mới gọi là chỉnh hợp, nhớ chưa? Dạ. À, còn cái này là mình chỉ chọn cùng lúc ba bạn thôi, mình chưa phân chức vụ đúng không? Thì cái này nó gọi là số tổ hợp chập ba của 30 nè. Rồi các em nhớ chưa? Rồi bây giờ mình đi vào cái lời giải ha. Tức là ở đây là mình chọn ngẫu nhiên ba bạn từ 30 bạn thì mình sẽ có C330 cách chọn. C330 cách chọn, phải không? Tức là số tổ hợp chập 3 của 30. Và cái này thì nghĩ là các em nào cũng biết bấm máy cái C330 này. Có đứa nào chưa bao giờ biết bấm máy thì giơ tay lên. Không thấy ai giơ tay hết thì tiếp theo như mình gọi A là biến cố là ban cán bộ lớp có một nam và hai nữ, thì để chọn một nam hai nữ này thì mình tưởng tượng như kiểu mình chọn hai giai đoạn vậy. Mình làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là mình chọn một bạn nam, phải không? Chọn một bạn nam trong số 20 bạn nam thì mình sẽ có 20 cách. Và giai đoạn thứ hai là mình chọn hai nữ trong 10 nữ thì nó sẽ có là C20 cách. Ở đây thì có bạn ghi là C chỗ này là có bạn ghi là C120 cũng được hay các em. Viết rồi nó hay chạy nó mất tiêu. Cái này mình có thể viết là C120 nhưng mà C120 nó bằng 20 luôn thì mình viết 20 cho nó gọn ha. Đấy. Thì suy ra là mình sẽ có số phần tử của biến cố A nó sẽ là 20 nhân C20 đó. Và do đó xác suất của biến cố A mình sẽ lấy NA chia N omega ha. Đó, mình bấm nguyên cái cụm này luôn này nha. Mình bấm máy nguyên cái cụm này luôn. Rồi cho nó đỡ sai sót. Có nhiều em thì ở trên đây mình tính là N omega rồi xong đó là khi mình ghi lộn chữ. Thấy không? Rồi sau đó xuống đó mình sơ thế cái kết quả nó sai vô đó. Thì nó dẫn đến là cái kết quả cuối cùng của mình sai luôn, thấy không? N omega thì bằng mình có thể ghi là C330 như thế này thì cũng không có ai bắt bẻ gì nhưng mà nếu mà mình tính ra thì cũng được nhưng mà đâu với điều kiện là khi mà mình thế số xuống đây đó thì mình phải thế thế đúng không? Còn nếu mà em thế lỡ lỡ em ghi nó sai chỗ này cái kết quả em ghi sai với em thế chỗ này sai với nó ra kết quả cuối cùng sai luôn, thấy không? Để rút kinh nghiệm như thế. Bây giờ mình sẽ sang nói tiếp về cái phần định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê đó. Định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê thì ở đây thì trong tài liệu của mình nó có nói rõ hết kìa. Trong tài liệu mà mình sẽ giới thiệu cho các em đó. Nào. Đây tài liệu đây.
Thì về phần định nghĩa để coi thầy coi nó nằm ở đâu. Đây là định nghĩa xác suất của biến cố này không? Xác suất của biến cố. Thì cái công thức ở trong tài liệu của mình đó là NaN của omega A. Thì thầy thầy ký hiệu ở đây là Na luôn. Thấy không? Na luôn. Nó chính là số gây biến cố sơ cấp thuận lợi cho A mà chia cho số phần tử không gian mẫu thôi. Thấy không? Thì ở đây trong tài liệu mình nó cũng có nhiều cái ví dụ, các em đọc giùm thầy ha. Đọc thầy. Ví dụ có nhiều ví dụ lắm. Và cái phần định nghĩa theo quan điểm thống kê thì ở đây là đưa kết quả vô là cái kết quả thí nghiệm của hai nhà toán học là Buffon với là Poisson đó nha. Thì cái ông này, ông thứ nhất là ông gieo 4.040 lần đồng xu, một cái đồng xu ông gieo 4.040 lần, thì ông thấy tần suất cái này là tần suất, cái FN này nó gọi là tần suất, thì cái tần suất này nó gần bằng cái số 0,5, tức là 1/2 gần bằng cái số 1/2. Thì mình thấy là khi mà mình gieo cái số lần nó càng càng lớn lên thì cái tần suất này nó gần bằng con số 0,5. Và sau đó người ta sẽ lấy cái 0,5 này làm cho cái xác suất xuất hiện của mặt sắt. Thấy không? Xuất hiện của mặt sắt. Thì ở đây nó gọi là định nghĩa xác suất theo tần suất. Thế thì chỗ này đó là lý do là mình biết khi mà mình tính theo quan điểm cổ điển đó, là mình biết là xác suất gieo đồng xu mặt sắt là 0,5 rồi. Còn bây giờ đặt vấn đề khi mà em có một cái kho hàng. Em có một cái kho hàng. Và thầy lấy cái trang Word thì về viết cho nó dễ. Thì ví dụ như mình có một cái kho hàng mà mình không biết cái tỷ lệ phế phẩm là bao nhiêu hết. Thấy không? Đấy, mình không biết tỷ lệ phế phẩm là bao nhiêu hết, chẳng hạn như là bây giờ mình làm như sao? Tức là mình tìm cái tỷ lệ phế phẩm của kho hàng, đúng chưa? Của kho hàng như thế này. Giả sử như em chưa biết là B này là tỷ lệ B đó, cái chữ mình gọi là tỷ lệ phế phẩm là B. Đó. Thì bây giờ giả sử nó là tỷ lệ phế phẩm là B, vậy thì nếu mà mình lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm, phải không? Lấy ngẫu nhiên ra là một sản phẩm, thì cái xác suất mình gặp là xác suất đi, xác suất gặp phế phẩm là B. Gặp phế phẩm là BA bằng B. À, ví dụ như mình lấy ra một một phế phẩm thì mình đặt A là biến cố khi mình lấy ngẫu nhiên ra một phế phẩm, xin lỗi, lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm từ cái kho hàng phải không? Và mình gọi A là biến cố, là sản phẩm lấy ra là phế phẩm, thì cái xác suất của biến cố A là B nè. Đó, bây giờ mình chưa biết có B, tại cái B ở đây là chưa biết nè. Thấy không? B này chưa biết, cho nên ở đây mình sẽ là làm theo quan điểm thống kê. Là mình thực hiện phép thử mình thực hiện phép thử N lần. Thực hiện phép thử N lần. Thực hiện phép thử N lần này N ở đây là mình có thể lấy 1.000, thấy không? N là 1.000, N bằng ngàn đi. Giả sử ở đây là N bằng ngàn ha. Rồi sau đó là mình sẽ đếm coi, đếm đếm xem có bao nhiêu lần, gặp phế phẩm. Thì các em lưu ý là cái kho hàng mình nhiều sản phẩm lắm ha, chứ không phải là chỉ có 1.000 sản phẩm đâu. Đó, tức là nó có thể là một 10.000 hoặc là 1.000.000 sản phẩm gì, là bây giờ mình lấy thử 1.000 lần thôi, một ngàn sản phẩm thôi. Đấy, thì bây giờ đó là mình có thể lấy ra hoàn lại hoặc có hoàn lại hoặc không hoàn lại, tại vì cái kho hàng mình đó là nó vô số sản phẩm mà mình có thể lấy ra không hoàn lại cũng được. Ví dụ như em lấy ra em bán, mỗi lần em bán thì nếu mà khách hàng phản ánh là cái này là phế phẩm thì mình ghi chú lại, đúng không? Thì đó là lấy ra không hoàn lại,
Cô mình có thể là kiểm tra bằng cách là lấy ra có hoàn lại, bằng cách là mình lấy ra mình coi coi nó phế phẩm hay chính phẩm rồi mình bỏ vào cái kho hàng rồi lần sau mình lấy ra tiếp, thấy không? Đấy, mình giả sử ở đây mình có M lần mình sẽ gặp phế phẩm đi. À, M lần gặp phế phẩm. Tức là có nghĩa là ở đây nó có M lần xảy ra cái biến cố A, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình giả sử như là M ở đây bằng 20 đi. 20. Đấy. Như vậy thì suy ra là cái F FA của mình đó, FA tức là tần suất xuất hiện của biến cố A đó là nó sẽ bằng M chia N. Ở trong giáo trình mà thì mình ký hiệu là FN. Mình nếu mà đầy đủ thì mình có FNA cũng được. Thấy không? FNA mình ghi như thế này. Thì ở chỗ này của mình nó là bằng 20 chia ngàn ấy kìa. 20 chia ngàn. Tức là bằng 2 chia 100, tức là 0,02. Tức là tỷ lệ phế phẩm mình. Như vậy thì trong thực tế đó, thì như vậy thì mình có thể xem, tại vì N này bằng 1.000 khá lớn rồi, cho nên mình có thể xem, có thể xem cái B này bằng 0,02, tại vì N của mình nó khá lớn rồi, thấy không? Đấy, cho nên mình có thể coi B là 0,02. À, có nghĩa là xác suất để mà mình lấy ra một sản phẩm mà xác suất sản phẩm đó là phế phẩm là 0,02, tức là 2%. À, đấy, thì trong thực tế mình thường hay làm như thế, mình đã ước được cái tỷ lệ phế phẩm. Đấy, thì ở đây là định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê đó em. Đấy, thì cái em tham khảo thêm trong tài liệu này. Rồi tiếp theo là định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học. Định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học là cái gì? À, nếu như mà cái không gian mẫu của mình á, là nó là vô hạn không đếm được, có nghĩa là nó là một cái miền hình học nào đó, đúng không? Chẳng hạn như là đoạn thẳng, miền phẳng hay một phần của không gian à, mà ta có thể đo được chiều dài, diện tích, thể tích, thì khi đó xác suất của biến cố A nó sẽ bằng công thức này. À, thì một cái ví dụ rất là hay ở trong cái phần này nó chính là cái ví dụ ở trong cái tài liệu của thầy đó, tài liệu tham khảo. Là đối với các em là tài liệu tham khảo, nhưng mà đối với cái mấy bạn học xác suất thống kê A thì đây là tài liệu chính. Đúng không? Thì hai người hẹn gặp nhau trong khoảng 11 đến 12 giờ thì họ quy ước rằng người đến sớm chỉ phải chờ tối đa là 20 phút, nếu không gặp thì về. Rồi tính xác suất hai người gặp mặt. Đúng không? Thì mình có thể đơn giản hóa cái ví dụ này như sau. Đúng không? Thầy có thể đơn giản hóa ví dụ này như sau. Bây giờ một một bạn đến đến địa điểm A, giả sử như thế này, có một bạn đến địa điểm A, đến địa điểm A trong trong khoảng thời gian là từ 10 11 đến 12 12 giờ giữa trưa. Chưa chứ không phải khuya nha. Thì bây giờ mình sẽ tính xác suất, tính xác suất để cái bạn đó đến trước 10 11 giờ 30, đến trước 11 giờ 30, thấy không? Thế thì mình vẽ cái trục số ra, thì trong khoảng 11 đến 10 12 giờ này đó là mình chia là 60 phút, đúng không? Chỗ này là 10 11 giờ 30 nè. Đấy, bây giờ mình muốn cho cái bạn này mà đến cái điểm hẹn, thời điểm bạn đến điểm hẹn là thời điểm X tính từ cái mốc là 11 giờ, đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình muốn tiêu cho cái X này nó nhỏ hơn 11 giờ 30. Đó, 11 giờ 30, thấy không? X này nhỏ hơn 11 giờ 30 thì xác suất để mà xảy ra biến cố A, tức là xác suất là bạn đó đến thời điểm trước 11 giờ 30 thì nó sẽ bằng cái gì? À, từ 11 giờ đến 11 giờ 30, tức là tính tính cái khoảng này nè, em sẽ chia lấy cái khoảng này, số đo của miền A, tức là nếu mà cái x nó gơ vào cái miền này nè, cái miền này gọi là miền A nè, thấy không? Còn từ đây tới đây là omega nè, đó. Nếu mà mình tính bằng giờ thì từ 11 đến 12 giờ thì cái số đo của omega là bằng 1, đúng không? Trong khi mà mình đo cái số đo từ 11 đến 11 giờ 30 là nó bằng 0,5.
không? Vậy thì xác suất là bằng 0,5. Đấy thì như một cái ví dụ đơn giản về cái mô hình hình học cho mình về cái xác suất tính theo quan điểm hình học là như thế. À, mặc dù là chúng ta có thể là định nghĩa xác suất nhiều theo nhiều cái cách khác nhau đó. Đấy, nhưng mà xác suất nó đều có cái tính chất là lớn không nhỏ một ha. Và biến cố không lúc nào xác suất nó cũng bằng không, và biến cố chắc chắn thì xác suất nó lúc nào cũng bằng một. Thấy không các em, cái này là hai cái điều căn bản các em phải nhớ nha. Tôi đưa cho một cái bài tính xác suất mà nó tính xác suất bằng 2020. Nó đoán nói thầy cho nó xác suất và cho bài toán năm 2020 nên nó tính xác suất là 2020 xác đây. Sai rồi đúng không? Đấy, thì em lưu ý là xác suất của biến cố là một số lớn không nhỏ một nha chưa. Đấy. Và thứ hai thứ ba nữa là xác suất của biến cố đối của biến cố A. Xác suất của biến cố đối của biến cố A thì bằng 1 trừ do xác suất biến cố A ha. Thì cái tính chất thứ ba này nó vận dụng rất là nhiều trong thực tế ha. Vận dụng trong thì tức là nhiều khi cái biến cố A nó tính phức tạp lắm, biến cố A nó tính phức tạp lắm, cho nên là mình không có tính trực tiếp được, thấy không? À, tính trực tiếp thì phức tạp, tính trực tiếp nó phức tạp, phải không? Tính trực tiếp biến cố A nó phức tạp. Và cái biến cố đối thì tính rất là dễ, biến cố đối thì tính tính xác suất dễ, thì mình sẽ suy ra được là xác suất của biến cố A nó sẽ bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố A ngang. Đấy thì nó dần vận dụng trong trường hợp này, thấy không? Đấy thì chừng nữa mình sẽ phân tích các ví dụ mình sẽ thấy nó vận dụng cái ví dụ này. Và tính chất tiếp theo thì nếu A là biến cố kéo theo B, cái này đọc là A kéo theo B hay là A là con của B ấy không? Chỗ này nè, mình đọc là A kéo theo B hay là A là con của B. A kéo theo B thì xác suất của biến cố A lúc nào cũng bé bằng xác suất của biến cố B nha các em. Và cái tính chất tiếp theo là cái công thức cộng xác suất đó nha, công thức cộng xác suất. Đấy, công thức cộng xác suất này đáng lẽ là buổi sau mình mới học, cho nên nhưng mà ở đây thì nói trước luôn, thì cái tiết sau đó là thầy sẽ không nhắc lại cái công thức này ha. Tại vì cái bài bài giảng đó thầy biên dọn theo kiểu tính xác suất rồi cái mới tới công thức cộng xác suất, công thức xác suất, mà công thức xác suất, công thức cộng xác suất thì nó nằm ở trong cái phần là công thức xác suất rồi. À, tính chất mình sử dụng công thức cộng xác suất này á, thì mình vận dụng vô trong trường hợp hai biến cố xung khắc thì mình được cái tính chất thứ sáu. Mà mình vận dụng cái tính chất thứ sáu á, thì mình sẽ tính được xác suất của một biến cố A thông qua một cái biến cố B nào đó. À. Thì cái công thức ở dưới đây đó thì nó có một cái ý như thế này em. Công thức này. Giống như em muốn đo một cái miền nào đó thì em phải chia nó làm hai phần đúng không? Đấy. Đấy thì em muốn đo một cái miền A nào đó thì em chia nó hai phần, một phần là nó trên 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 bộ và một phần là nó dưới nước đúng không? Đấy, một phần ở trên cạn, một phần dưới nước. Đấy thì em chia ra tính thôi. Thì công thức này nó giống cái kiểu như thế. Giống kiểu như thế. Bây giờ thầy mới giải thích cho các em là cái này. Thầy sẽ giải thích cho các em là cái phần này. Tức là cái công thức cộng xác suất này thì giải thích lại ha. Thì khi mà mình có một cái không gian mẫu, mình có một cái không gian mẫu omega, omega trong đây mình có hai cái biến cố a và b, a và b, a nè, b nè, thì cái thằng này là a giao b đúng không? Thằng này a giao b nè, a giao b. Bây giờ mình sẽ đánh dấu và bằng chữ số đi cho các em dễ phân biệt ha. Ở đây thì sẽ đánh dấu bằng chữ số màu đỏ này. Cái này là tôi sẽ đánh dấu số 1. Cái này tôi đánh dấu số 2. Cái này đánh dấu số 3. Và còn một cái phần nữa mà nó không dính dáng đến A gì hết, không dính dáng đến A, không dính dáng tới B, tôi đặt là số 4. Thấy không? Như vậy thì cái số 1 này đó thì theo cái
cái mà cái phép toán giữa biến cố mà hôm trước mình tuần trước mình nghiên cứu đó, thì cái này đó chính là AB ngang đúng không? Còn cái phần 2 này đó là nó gì? Phần 2 là đòi gọi là cái gì em? Rồi bạn nào nói giùm thầy nghe. Đặng Hồng Phát rồi nói cho thầy nghe coi cái phần số 2 này gọi là gì? Hai bây giờ A gạch B. Phần số 2 là phần chung của AB, phần chung AB mình gọi là A giao B chứ. Em học em không nắm rồi, em không nắm bài học hôm trước. Đấy, cho nên là em phải nắm kỹ này, nắm kỹ vấn đề. Đấy, rồi bây giờ thầy hỏi tiếp là phần số 3 này gọi là cái gì? Một bạn khác nói cho thầy nghe. Để này coi coi. Dương Thị Thu Huyền. Dương Thị Thu Huyền nói cho thầy coi Dạ phần số 3 này. cái này là BA gạch BA gạch, đúng rồi em. Đấy. Thì bạn nắm vững đó. BA gạch này mình có thể viết thành là A gạch B nhưng cũng được anh em. Mình có thể viết như thế này. Còn cái phần số 4 này gọi là gì em? Phần số 4 này gọi là gì? Bạn để thầy gọi bạn khác đi. Dương Ngọc Tuyết có trả lời được không? Phần số 4 này gọi là gì? dạ đó thầy là Omega. Omega là nó bao gồm luôn cả bốn phần này luôn em, thầy muốn chỉ nói là phần số 4 thôi. Phần số 4 là nó nằm ngoài cái AB này nè. Là mình sẽ Cái ký này hiệu như là sau. A gạch B gạch. Đúng rồi em, đúng rồi, A gạch B gạch đúng không? Đấy. Bây giờ thầy hỏi em là cái biến cố là A hợp B là nó nằm ở đâu? Nó là cái phần nào? Bạn Tuyết nói cho thầy nghe coi, nó gồm những cái phần nào? A hợp B nha. Nhớ A không Tuyết? hợp B là phần số 1 nha. A hợp B là chỉ có phần số 1 thôi hả? Rồi sai rồi em ơi. Một bạn nào nói cho thầy nghe coi. Dạ 1, 2, 3. Nó là 1 2 3 luôn ha, nó gồm 1 2 3 luôn. Đúng không? 1 2 3 luôn. Đấy, nhớ cho thầy ha. Đấy. Còn A giao B là phần chắc chắn là phần số 2 rồi, đúng không? Bây giờ ví dụ như em muốn tính cái xác suất của phần A hợp B nè, A hợp B nè. Thấy không? Thì em sẽ lấy cái phần xác suất của phần số 1 cộng cho xác suất của phần số 2 và cộng cho xác suất của phần số 3. Đúng chưa? Đấy. Thì mình thấy là cái biến cố A hợp B là nó gồm có 3 phần này nè. Đó. Và sau đó là bây giờ còn còn nếu mà xác suất của biến cố A thì nó gồm cái phần nào? Bạn nào đó được. Lưu ý là biến cố A là cái vòng tròn này nè các em, vòng tròn này nè. Ha. Vì vòng tròn A nó gồm phần mấy phần? Thầy hỏi các bạn khác rồi. Quỳnh Mai Quỳnh đi, Quỳnh Mai Quỳnh đi. Quỳnh Mai Bình có không ạ? Có mặt không ạ? Quỳnh Mai Quỳnh không có mặt thì bạn nào có bạn nào giơ tay không? Giơ tay tên gì nhỉ? Hoàng Yến, Hoàng Quyên phải không ạ? Hoàng Quyên Dạ nói thằng nghe coi A này là phần nào? dạ phần A là phần B1 cộng cho phần B2. B1 cộng P2 chính xác. Thấy không? Đấy. Thì bây giờ cái phần B này gồm cái gì Uyên? Dạ phần B sẽ là bằng B2 cộng cho B3. B2 cộng cho B3. Rồi đúng rồi đấy em, cảm ơn thầy, cảm ơn nha. Rồi. Đấy. Thì bây giờ cái phần B2 cộng B3, bây giờ nếu mà mình lấy cái thằng BA mà cộng cho BB thì nó ra cái gì? Đúng không? Nếu mà mình lấy BA nè cộng cho BB thì nó sẽ có phần B1 rồi cộng cho tới hai lần cái thằng B2 lần. Đúng không? Hai lần cái thằng B2 lần và cộng cho B3. Đấy. Trong khi là xác suất của biến cố A hợp B nó chỉ gồm có 3 phần này thôi. Nó chỉ có một phần của B2 thôi. Thấy không? Cho nên là từ từ đó mình sẽ suy ra được cái xác suất của biến cố A hợp B nó sẽ bằng là BA cộng cho BB trừ đi cho một phần B1. Thấy không? B1 xin lỗi, trừ đi một phần B2. Mà B2 của mình nó chính là BAB.
với hai nó chính là BAB đúng chưa? Đấy, thì cái này nó chính là bằng gì? Xác suất của biến cố A cộng xác suất của biến cố B thì trừ xác suất của biến cố A do B. Đấy, thì cái này gọi là công thức cộng xác suất nha. Thấy không? Thì công thức cộng xác suất mình đảo là cái bài học của mình đây. Đây, công thức cộng xác suất thầy đã nêu ở đây này. Đây, thầy đang giải thích cho công thức cộng xác suất này. Theo kịp không em? Theo kịp ha. Đấy. Nhưng mà có cái trường hợp là thế này em, cái trường hợp là nếu như cái thằng A giao B này mà nó bằng không, bằng biến cố không, hay trong trường hợp sau đây. Trong trường hợp là nếu như cái thằng A giao B bằng không, ví dụ như đây là A, ở đây là B, A giao B, còn cái bên ngoài này là omega. Thì A giao B này bằng không, A giao B bằng biến cố không, thì lúc này mình nói là AB là hai biến cố xung khắc đúng không chưa, đúng chưa em, hai biến cố xung khắc mà AB là bằng không, cho nên là xác suất của biến cố A giao B là bằng 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 không luôn. A giao B là biến cố không nên xác suất của biến cố A giao B bằng không đó. Rồi mình sẽ thế vô đây, thế vô đây, thì khi đó là A hợp B nó giải bằng cái phần này bằng cộng phần này thôi, thấy không? Đấy, nó gờ nhau rồi, cho nên mình thế cái này vô đây thì chỗ này nó đảo về cái công thức này, nó đảo về công thức này. Đúng rồi. Tức là nếu mà hai siêu biến cố xung khắc thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất, và các em lưu ý là cái dấu tổng này nè, cái dấu tổng thứ hai thứ nhất này đó là cái này là phép, cái này gọi là cái phép cộng cộng tập hợp, phép cộng tập hợp hay còn gọi là phép phép hợp đó. Cái này là hợp, hợp tức là dấu cộng tập hợp, còn chỗ này là gì đây, dấu cộng số, dấu cộng số, dấu cộng số hợp ha, dấu cộng số hợp giống như một cộng một bằng hai đó em, thấy không? Thì lưu ý là cái dấu cộng này đó là dấu hợp này, dấu hợp này, thấy không? Là trong trường hợp này trong trường hợp này mình viết dấu cộng, tại vì nó xung khắc mình viết dấu cộng ha. Đó. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vận dụng cái công thức đặc biệt này vô vô, vô chỗ chỗ này em. Bây giờ mình cũng có một cái tập hợp nè. À, xin lỗi, có không gian mẫu nè. Không gian mẫu mình có hai biến cố AB nè. Biến cố A, biến cố B. Thì mình thấy là biến cố A này nó được chia làm hai phần, phần 1, phần 2. Một phần 2 là dính dáng đến B, còn một phần A phần 1 là không dính dáng đến B. Như vậy thì A nó sẽ chia ra là phần số 1, là phần phần số 1 đó chính là A mà không dính dáng đến B, còn phần số 2 là A dính dáng đến B, không? Vậy thì hai cái thằng này nó lại gờ nhau như thế này, như vậy thì xác suất của biến cố A nó sẽ bằng gì, xác suất của biến cố AB ngang cộng cho cái xác suất của biến cố A AB. Đấy, thì mình sẽ được cái chỗ này, chỗ này, thấy không? Và được cái công thức ở dưới đây ấy, thì nếu như mà em chuyển vế nó đi, em chuyển vế nó đi, chuyển cái thằng BAB này qua bên trái đi, thì nó sẽ chuyển thành dấu trừ đúng không, thì nó sẽ thành là BA trừ BAB bằng BA B ngang. À, và AB ngang này mình còn đọc là A trừ B đó. Như vậy thì từ công thức cộng này mình sẽ suy ra được cái công thức là gì đây, công thức xác suất của biến cố hiệu, tức là A trừ B mình tính được. Vậy thì xác suất của biến cố A trừ B bằng xác suất của biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A vô B. Được chưa? Đấy. Và chỗ cái công thức mà để chữ 2 này nè. Đó. Bây giờ đó là mình đổi vai trò của AB cho nhau. Đúng không? Đổi vai trò AB cho nhau là nó thành là B trừ A. Vậy thì mình sẽ tính được xác suất của biến cố B trừ A. Đó. Thì từ các cái công thức cái định nghĩa xác suất mình sẽ suy ra được một số tính chất và công thức như thế. Trước tiên là những như thế. Rồi phần tiếp theo đó là mình sẽ nghiên cứu các cái công thức tính xác suất sau ha. Đấy. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu các cái ví dụ nè. À, một bạn đọc cho thầy ví dụ số 1. Châu Huỳnh Hoa. Châu Huỳnh Hoa có mặt không? Dạ có. À, em đọc cho thầy cái ví dụ này.
Ví dụ, trong một thùng có 3 quả cầu trắng và 5 quả cầu đen, giống hệt nhau về kích thước. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ thùng đó, tính xác suất để được A 2 quả trắng, B 1 trắng 1 đen. Rồi, thầy cảm ơn. Thì cái ví dụ này như là thầy lấy ở trong cái tài liệu của chúng ta ha, tài liệu này. Ví dụ về tính xác suất. Đây. Một trắng một đen nè. Thực hiện lấy được 2 quả cầu trắng, một trắng một đen ha. 2 quả trắng, một trắng một đen, thì em coi cái lời giải này nè. Thì giải lại cho nè. Bây giờ một trong thùng này nó có 8 quả cầu, bây giờ mình lấy 2 quả cầu thì số cách lấy nó là C28 và 28 luôn. Đó, bây giờ mình gọi A là lấy được 2 quả cầu trắng. Thì hiển nhiên là 2 quả cầu trắng này mình chỉ lấy trong số 3 quả cầu trắng thôi, cho nên số cách lấy của nó là C23 bằng 3. Đó, vậy thì xác suất của biến cố A là 3 phần 28 ha. Và xác suất của biến cố B. Xác suất của biến cố B là một trắng một đen đó. Một trắng một đen thì mình lấy một trắng trong số 3 quả cầu trắng này mình sẽ có 3 cách lấy đúng không? Và mình lấy một đen trong 5 quả cầu đen này mình có 5 cách lấy, và 5 x 3 là 15. Thì xác suất của biến cố B là cái này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi sang cái ví dụ số 2. Đấy, thì trong một cái đợt sổ số mà mình phát hành 12 vé và trong đó có 5 vé trúng thưởng đúng không? Bây giờ một người mua 3 vé, tính xác suất để cái người đó là có ít nhất một vé trúng thưởng. Có ít nhất một vé trúng thưởng ha. Tức là số vé trúng thưởng từ 1 trở lên. Chỗ này nếu như mà mình tính trực tiếp đó, thì mình sẽ tính là xác suất anh này là có một vé trúng thưởng, rồi có 2 vé trúng thưởng, rồi 3 vé trúng thưởng. Đúng chưa? Đấy, thì mình sẽ tính là xác suất anh này là có một vé trúng thưởng nè, 2 vé trúng thưởng, rồi 3 vé trúng thưởng. Đấy, tức là xác suất biến cố A1 là có một vé trúng thưởng không? Là bằng bao nhiêu? Bạn nào tính được không? Để thầy hỏi nè. Huỳnh Thị Tiết Pha. Dạ có. Em tính cái này cho thầy coi. Ví dụ như trong cái ví dụ 2 này đó, thầy muốn hơn em tính là xác suất, mình gọi A1 là biến cố là có một vé trúng thưởng ha. Tức là anh này mua 3 vé thì trong 3 vé nó có đúng một vé trúng thưởng thì xác suất nó bằng nhiêu? Dạ thầy là C13. C13. Rồi gì nữa? C13 nhân cho C23 nhân cho C33. Hả? Rồi chia cho hay là nhân? Dễ nhân. Nhân hả? Thì sao nhân xác suất xác suất rồi nhân nữa là ra số rất là lớn luôn rồi, nó đâu có số nhỏ 1 được đâu, thấy không? Đấy, bây giờ thầy hỏi lại nè. Bây giờ là ở trong một giả sử như ở đây là có 10, ở đây là mình để trong hộp ra 12 vé này, mình để trong hộp hết đi. Đúng không? Là nó có 12 vé mà trong có 5 vé trúng thưởng, vậy thì có mấy vé không trúng thưởng? Dạ 7 vé. 7 vé không trúng thưởng. Bây giờ mà thầy nói là A1 là biến cố gì? Cái người này mua 3 vé đúng không? Cái anh này mua 3 vé nè. Bây giờ là A1 là biến cố anh này có mua trong mua 3 vé mà có đúng một vé trúng thưởng. Thì anh mua 3 vé thì anh 3 vé mà lấy trong số 12 vé thì có bao nhiêu cách lấy? Bây giờ đầu tiên đó là mình muốn tính xác suất của biến cố A1 này nè. Thấy không? Thì em phải tính coi cái không gian mẫu của nó là nhiều. Không gian mẫu là 10 C312. C312 đúng chưa? Và trong cái này thì nó có bao nhiêu kết quả mà nó có một vé trúng thưởng? Là C mấy? C13. Rồi nhân cho mấy? Bây giờ một vé trúng này là em lấy ở đâu?
Một vé trúng này em lấy ở đâu? Một cái chúng lấy trong ba vé Mấy, ở đây mình có 5 vé mà. năm vé Anh ta mua 3 vé, 3 vé, phải không? Trong số 12 vé này nè. Vậy thì cái vé trúng thưởng là nó phải nằm ở trong số 5 vé trúng thưởng này đúng không? Đúng dạ chưa? Vậy thì cái này nó phải là C1 mấy? xin một năm C15 rồi, rồi còn hai vé là nó không trúng thưởng là mình lấy ở đâu? à, hai vé thưởng là lấy ở chỗ 12. 12 vé này, bây giờ 12 vé này nó chia ra là 5 trúng. 5 trúng thưởng phải không? Còn mấy mấy vé không trúng thưởng? Bảy 7 7 không trúng đúng không? 7 không trúng. À, thì hai vé không là trúng này đó. Nó phải là C2 của mấy? C2 của 7. C7. Đúng chưa? Rồi các em theo kịp chưa? Chỗ này ví dụ như mình đây là mình gọi A1 là biến cố là có một vé trúng. Thấy không? Bây giờ thầy lại hỏi tiếp là một bạn khác coi là ví dụ như ông này ông mua 3 vé mà ông được 2 vé trúng thì xác suất là bao nhiêu? Quỳnh Thanh Hào. Tức là thầy muốn em tính cho thầy là cái xác suất của biến cố A2. Thì là C C năm hai Xác suất biến cố A2 là bằng C mấy? C52 À, số 5 ở dưới cái số 2 ở trên phải không? Đấy. C 71 C71 rồi chia cho mấy? chia C 123 Cho 23 123 123 đúng rồi. Đó. Và tương tự như vậy thì mình sẽ thầy cảm ơn em. Tương tự như vậy thì mình sẽ tính xác suất là có đúng 3 vé trúng luôn, xác suất có đúng 3 vé trúng mình tính sao đây? Không, xác suất của 3 vé trúng này thầy gạo tạm gọi là xác suất của biến cố A3 ha. Thì tính như thế nào đây bằng nhiêu đây? Đâu bạn nào trả lời cho thầy cái này? Nhã Trúc, Quỳnh Thị Nhã Trúc. Dạ. Thì xác Dạ suất thưa đi. thầy là Dạ thưa thầy là C312. Chị 32 với mẫu hả? Dạ. Rồi, ở trên là gì? Cũng là là 35 chia cho 312. Không, mà ở trên là C gì, C gì, chia C gì? Dạ thưa thầy, ở trên cũng là C3 của 5. C35 chia cho C3 12 đúng không? Dạ. Đấy. Tại đây là 3 vé trúng nè. Như vậy thì ở đây đó là trong cái bài giải của thầy ở dưới đây đó là mình tính theo kiểu cách hai tính gián tiếp đó em. Còn nếu mình tính trực tiếp đó thì nó là C xác suất của biến cố A này nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A1 nè. Rồi cộng cho xác suất của biến cố A2 nè. Cộng cho xác suất của biến cố A3. Đó, thì ở đây mình tính trực tiếp thì mình sẽ lấy ba con số này mình cộng với nhau nè. Đúng chưa? Cộng nha. Và em cộng lại coi nó phải bằng kết quả ở dưới không em? Thì kết quả mình tính gián tiếp như thế nào? Bằng 37 bằng 44. Rồi thầy cảm ơn em. Đấy. Thì ở đây mình có cái ví dụ hai là mình tính theo hai cách thôi em, tính tính trực tiếp hoặc là gián tiếp. Ý như là cái lời giải thì tính cách hai là lời giải nó rõ ràng rồi, còn cái cách một thì em có thể trình bày lời giải lại ha. Thì cái tiết này là mình nghiên cứu tới cái phần tính định nghĩa xác suất ha các em. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tạm nghỉ ít phút, khoảng 5 phút hay 10 phút gì 10 phút ha. Rồi một lát nữa mình sẽ đảo là mình sẽ nghiên cứu tiếp về cái công thức tính xác suất ha các em. Rồi, bây giờ mình tạm nghỉ 10 phút đi.